Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bây giờ là bản tin thời sự với những thông tin trong tỉnh, trong nước và thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Hôm nay 4 tháng 6, trên 18.800 thí sinh Long An bước vào kỳ thi vào lớp 10 công lập năm học 2019-2020 với 45 điểm thi trên toàn tỉnh. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay diễn ra trong 2 ngày 4 và 5 tháng 6. Với trên 18.800 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập, nhưng chỉ tiêu có khoảng 14.000 suất vào lớp thường, trên 600 suất vào lớp chất lượng cao và 260 suất vào lớp chuyên. Có nghĩa là khoảng 4.000 thí sinh sẽ không có cơ hội vào các trường trung học phổ thông công lập mà phải sang học tại trường tư thục hoặc trường nghề. Trường có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất là Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ, huyện Bến Lức với gần 1.300. Tiếp đó là trường Trung học phổ thông Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Trung học phổ thông Kiến Tường, thị xã Kiến Tường cùng chỉ tiêu là gần 700 và trường Trung học phổ thông Tân An, thành phố Tân An tuyển trên 600 học sinh. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quy động khoảng 2.000 người làm công tác coi thi và phục vụ thi. Bên cạnh đó, tổ chức 3 đoàn thanh tra lưu động và khoảng 100 cán bộ thanh tra cắm chốt để kiểm tra công tác thi tại các điểm thi. Các địa phương cũng đã quy động lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng tham gia để bảo vệ phía trong và ngoài địa điểm thi. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2019. Việc làm này nhằm tuyên truyền về lợi ích tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước và vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi để nâng cao sức khỏe, đồng thời góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn đuối nước xảy ra. Sau buổi lễ, với sự quản lý của huấn luyện viên và nhân viên cứu hộ, các em được hướng dẫn kỹ thuật bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước và kỹ năng cứu đuối an toàn. Ủy ban Nhân dân huyện Thủ Thừa cũng tổ chức lễ phát động toàn dân luyện tập môn bơi phòng chống đuối nước năm 2019. Theo thống kê của ngành Lao động Thương binh và Xã hội, từ năm 2016 đến tháng 6 đầu năm 2018, toàn tỉnh có 62 em tử vong do đuối nước, trong đó độ tuổi từ 0 đến 5 tuổi chiếm tỷ lệ cao và tập trung chủ yếu ở các huyện Đồng Tháp 10, Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa và thành phố Tân An. Qua lễ phát động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích tác dụng của môn bơi và các kỹ năng trong môi trường nước, đồng thời cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ nhỏ, nhất là trong dịp hè. Qua đó kêu gọi các ngành chức năng, gia đình, nhà trường và toàn xã hội chung tay tham gia phong trào, góp phần giảm thiểu tối đa tai nạn đuối nước xảy ra trên địa bàn. Trường Mầm non Tân Lập, huyện Tân Thạnh tổ chức lễ đón nhận bằng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường Mầm non Tân Lập có 9 lớp, 25 giáo viên, nhân viên, trong đó có 18 giáo viên đứng lớp, đạt tỷ lệ 2 giáo viên một lớp. 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ, trong đó có 10 giáo viên có trình độ đạt trên chuẩn, đạt 55%. Nhà trường có 100% trẻ học bán trú, hàng năm tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 95%, trẻ dưới 5 tuổi đạt 93%, 100% trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã ra lớp. Trường được xây dựng khang trang, xanh, sạch đẹp, với diện tích gần 600m², bình quân gần 2m² trên trẻ. Trong những năm qua, nhà trường đã vận động xã hội hóa giáo dục từ các mạnh thường quân được gần 230 triệu đồng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh tặng 6 giấy khen cho một tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức xây dựng trường mầm non chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2019. Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị, khi bàn luận về các vấn đề kinh tế xã hội, một ý kiến thường thấy là các địa phương đề nghị Trung ương hỗ trợ nhiều hơn để địa phương phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội hay an ninh quốc phòng. Trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, nhu cầu đầu tư cả nước đều lớn, bài toán cân đối ngân sách là vấn đề hết sức khó khăn. Lâu nay, ngân sách nhà nước thường xuyên bội chi, mức bội chi ngày càng tăng. Trong khi đó, chỉ có 13 trên 63 địa phương tự cân đối được ngân sách. Và chỉ có một số địa phương, đặc biệt là các trung tâm kinh tế, có điều tiết trở lại trung ương. Thực hiện Nghị quyết 26 cũng như Nghị quyết 71 của Quốc hội, Chính phủ đã có sự quan tâm phân bổ nguồn vốn cho các địa phương, trong đó có các tỉnh miền núi khó khăn được ưu tiên. Tuy nhiên, nguồn vốn này vẫn còn hạn hẹp, không hỗ trợ các địa phương này nhiều trong việc phát triển. Trong thời gian vừa qua chúng tôi thấy rằng là đã có sự ưu tiên, nhưng mà ở một góc độ nào đó đối với các tỉnh miền núi
khó khăn thì vẫn còn có cái sự chênh lệch ở trong cái phân bổ cái nguồn vốn đầu tư, rồi là những cái kêu gọi đầu tư của các địa phương này cũng rất là khó khăn. Ngoài cái sự đầu tư của ngân sách nhà nước ra thì cái sự đầu tư của các doanh nghiệp đến với các tỉnh khó khăn thì cũng chưa được nhiều, cho nên là chúng tôi nghĩ là cũng cần phải có một cái sự ưu tiên lớn hơn từ ngân sách nhà nước dành cho các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở biên giới để có cái sự phát triển nhanh hơn trong thời gian tới. Trong điều hành ngân sách cần phải đáp ứng cả hai mục tiêu là bố trí ngân sách để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, nhưng một mặt khác phải đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo hài hòa các yếu tố ổn định vĩ mô. Đây đúng là bài toán rất khó với cơ quan điều hành ngân sách. Nếu như chúng ta đứng ở góc độ tổng thể thì chúng ta phải tin vào cái sự bao quát và cái sự điều tiết phân bổ của chính phủ. Tất nhiên, khi phân bổ ngân sách địa phương cần phải tránh khuynh hướng cào bằng, rải đều, nhưng cũng phải đảm bảo sao cho các địa phương đều có cơ hội, có điều kiện phát triển. Thưa quý vị, nếu như ở các nước phát triển, chăn nuôi heo chỉ chiếm 1/4 trong cơ cấu tổng đàn vật nuôi, thì ở nước ta, chăn nuôi heo hiện đang chiếm tới 70% trong cơ cấu đàn vật nuôi. Nguyên nhân của vấn đề này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ rõ là do tập quán chăn nuôi và thói quen tiêu dùng ẩm thực của người dân hiện nay vẫn chủ yếu là thịt heo. Cũng chính vì điều này, khi có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra như là dịch tả heo châu Phi hiện nay, thì ngành chăn nuôi sẽ phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại địa bàn thành phố Hà Nội. Với thị phần phân phối gần như cho cả huyện, nếu như trước đây mỗi tháng đại lý này xuất bán được khoảng 300 tấn thức ăn chăn nuôi các loại, thì nay trong cơn bão dịch tả heo châu Phi, sản lượng cám bán ra chỉ còn 50 tấn. Quan trọng hơn là các khoản nợ của cả đại lý và người mua hiện đã lên tới cả tỷ đồng mà vẫn chưa biết đến khi nào mới trả được. Dân thì bây giờ thực tế là nợ bây giờ cộng lên thì cũng đến hàng tỷ. Có nợ ngân hàng nhưng mà bây giờ thì thôi thì nếu mà có mà đến kỳ phải đáo hạn thì chả có, cũng phải ra ngân hàng xin đáo hạn rồi ra hạn. Ngoài buôn bán cám, hiện ông Khánh cũng đang chăn nuôi hàng chục đầu heo nái. Hàng tháng đều đặn cho ra những lứa heo con. Đang lúc dịch bệnh, người dân không có chủ trương tái đàn. Có lẽ khó khăn lúc này là điều chưa bao giờ ông ngờ tới. Ngoài ra, theo trạm thú y huyện Đông Anh, do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi, khả năng sản xuất thịt heo sạch của địa phương cũng đã giảm khoảng một nửa và chưa biết khi nào mới có thể khôi phục lại. Chính vì tình hình dịch bệnh kéo dài, cho nên không biết đến bao giờ chấm dứt. Cho nên người chăn nuôi đến bây giờ là khi tiêu hủy lợn xong là không biết bao giờ được tái đàn để chống chuồng lâu, cho nên là gây nên cái hiệu quả. Cái hiện tượng là không có tái sản xuất và ngừng chạy sản xuất của các chủ trang trại. Dịch xuất hiện tại khắp các tỉnh thành khiến sản lượng heo về các lò giết mổ tập trung cũng đã giảm nhiều. Thống kê tại cơ sở giết mổ tập trung Vạn Phúc lớn nhất miền Bắc hiện nay cho thấy lượng heo về cơ sở đã giảm khoảng 1/4 so với thời điểm trước. Trước thì là lượng lợn là từ 2.000 đến trên 2.000, nhưng mà bây giờ giảm xuống chỉ còn trên 1.000 thôi. Kéo theo ảnh hưởng đến cơ sở và ảnh hưởng đến những người đi chợ. Theo cục chăn nuôi, dịch tả heo châu Phi hiện đang gây ra những ảnh hưởng cho toàn ngành và trong tất cả các khâu của chuỗi sản xuất. Đồng thời, đơn vị này nhận định chỉ sau 2 tháng nữa, lượng cung thịt heo sẽ bị thiếu hụt và còn kéo dài cho tới 1 đến 2 năm sau. Cái chi phí cả chuồng trại này, chi phí con giống này, chi phí về nuôi, về thức ăn này, thuốc thú y này là rất lớn. Nên khi con lợn mà xảy ra như vậy thì cả cái hệ thống cái chuỗi dịch vụ của nó cũng gặp cái khó khăn thêm. Khôi phục lại đàn lợn không phải đơn giản, bởi vì vấn đề mầm bệnh của chúng ta cũng còn đang phát tán tiếp tục chứ chưa phải đã dừng lại ở đấy. Thế nên chúng tôi cho rằng là chúng ta sẽ thiếu thịt lợn mà giá lợn sẽ cao lên. Về giá trị, ngành chăn nuôi hiện chiếm khoảng 10% trong cơ cấu các ngành nông nghiệp, tương ứng bằng 94.000 tỷ đồng. Đến thời điểm này, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 48 tỉnh thành và gây thiệt hại cho trên 2 triệu con, chiếm 6,5% tổng đàn heo toàn quốc. Trước diễn biến dịch như hiện nay, chắc chắn thiệt hại của ngành chăn nuôi sẽ còn tăng lên.